Hello, chào mừng các bạn đến với trang web vẽkhongkho.com. Video ngày hôm nay là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ là một đóa hoa huệ các bạn ha. Vẽ bằng bút chì ha. Rồi, thì mình nói sơ các bạn những họa cụ của mình hiện tại từ trước giờ vẫn dày ha. Cây bút kim ha, 0.5, ruột 2B. Cây này là cây bấm ruột, bấm chì 2.5, ruột 4B ha, rồi cây tẩy. Và hôm nay mình giới thiệu cho các bạn thêm ha, một loại họa cụ nữa, cũng là cây bút chì ha, 2.0, ruột 2B ha. Cây bút chì như thế này ha, nó tặng kèm theo hộp ruột nữa đó các bạn ha. Mình mở ra cho các bạn xem, để xem thử là nó vẽ như thế nào ha. Đây, bút chì bấm ruột đó các bạn ha. Ở trên đây nó có một cái đồ chuốt các bạn đó, các bạn tháo cái này ra, các bạn đưa cái này vào ha, các bạn chuốt nó ha, là nó sẽ nhọn thôi. Rồi mình không chuốt là tại vì nó rớt xuống đây dơ đó ha, tuyệt vời đó. Và một hộp ruột, nó tặng kèm một hộp ruột luôn. Hộp ruột này nếu thông thường ở ngoài là khoảng chừng 50-60 ngàn các bạn ha. Rồi ok, hộp ruột của nó là 12 cây nhưng mà nó gắn vào trong đây một cây rồi ha, thì ở đây còn lại 11 cây các bạn ha. Đúng rồi, ok. Thì các bạn muốn mua cái này thì các bạn vào shop họa cụ ha, là vẽ không khó là có bán rồi ha. Đó, ok. Rồi thì hôm nay mình bắt đầu thôi, một lát là mình sẽ tô toàn bộ bằng cái này các bạn ha. Ok, bắt đầu mình sẽ quay nhanh các bạn ha, quay nhanh các bạn ha.
rồi, tới phần này rồi, các bạn xem sơ qua coi cái phần nào nữa không, các bạn tỉa thêm ha. Ví dụ như những cái nét nó sắc quá ha, các bạn nhớ đánh tỉa cho nó gọn gàng vào. Đó các bạn. Các bạn dùng bút chì kim ha, các bạn đánh. Lúc này rồi các bạn cũng nên nhấn ha, nhấn những cái mảng đậm ha, để cho bật cái hoa lên. Đó. Thì sau cái video này ha các bạn ha, mình sẽ dùng chính cái hình này lúc phát thảo đó mình chụp lại ha, rồi mình sẽ đưa vào Photoshop mình vẽ ha, AI Photoshop ha. Đó, mình sẽ vẽ trên máy để cho các bạn xem. Sở dĩ là mình vẽ lại tấm hình này á, là mình đã, tại tấm hình này mình đã phát họa từ đầu rồi ha, mình không có phát họa lại nữa ha, mình tận dụng đó mình vẽ trên máy luôn cho các bạn xem. Đó, thì mình nói các bạn rằng á, muốn vẽ trên máy á, thật sự không khó, với điều kiện là các bạn phải biết căn bản về vẽ ha. Ví dụ như bây giờ các bạn không cần nhất thiết phải vẽ chân dung, đúng không? Chân dung là một đề tài chuyên sâu. Bây giờ các bạn chỉ cần học 14 video căn bản, sau đó các bạn tập vẽ tĩnh vật. Tĩnh vật các bạn ha, ví dụ những loài hoa như thế này, các bạn vẽ bằng tay đi ha, vẽ bằng tay cho nhuần nhuyễn, rồi từ vẽ bằng tay này các bạn có thể lên máy ha, làm quen với máy tính ha. Đó là vẽ trên máy là được rồi ha. Thì sở dĩ trang web của mình á, vẽ không khó.com á, nếu mà học phần mềm á thì cách học của bên mình nó không giống như những cái chỗ khác các bạn ha. Ví dụ như bây giờ cái phần mềm đồ họa, thấy không? Phần mềm Photoshop AI, nếu mà các bạn học ở trường lớp á thì các bạn phải vô học căn bản, học tất cả các cái ha. Đó, từ laser, từ công cụ tool ha. Còn mình ở đây á, mình sẽ hướng dẫn các bạn là ví dụ các bạn đang vẽ tốt với chì, bây giờ các bạn cần vẽ trên phần mềm thôi, cần vẽ thôi đó, không cần thiết kế logo hay là brochure hay là poster gì hết, cái đó để tính sau, cần vẽ thôi. Thì trang web của mình sẽ hướng dẫn cho bạn bằng cách đó ha. Thật ra những cái đề tài poster, logo, cái đó nó không có gì ha. Đó, sau này mình học thêm ha, mình sẽ học thêm đó. Và là quan trọng nhất là mình sẽ hướng dẫn cho bạn vẽ ha, vẽ trên máy tính là như thế nào, sử dụng như thế nào ha. Mình sẽ cũng phải làm một vài video cho các bạn xem là các bạn có thường, nhiều bạn nói rằng bây giờ em không có bàn vẽ, em không có ô cơm thì làm sao đây, làm sao vẽ máy đây, đúng không? Mình sẽ làm, mặc dù bây giờ mình đã có ô cơm rồi nhưng mà mình vẫn làm ha, vẽ bằng mâu á, bằng chuột á, trên bàn phím đó, chuột, để các bạn xem nếu hoàn cảnh khó khăn là mình vẫn vẽ được các bạn ha. Nhưng mà rõ ràng thì trong quá trình vẽ sau này các bạn nếu mà đam mê vẽ, thấy không,
thì các bạn phải nên bỏ heo, phải không, đầu tư một cái bàn vẽ cho mình. Tại vì các bạn thấy đó, ví dụ như mình đi một chiếc xe đạp từ đây xuống Vũng Tàu, và mình đi một chiếc rim, phải không, xe gắn máy xuống Vũng Tàu, thì hai cái đó nó khác nhau ha. Thì Honda vẫn sướng hơn, phải không? Đó. Rồi, ok các bạn ha. Bây giờ cái hình này nè, đó, để mình zoom nhỏ nhỏ là cho bạn xem ha. Đó, mình tỉa tỉa không? Rồi. Đó, các bạn ha. Đó. Các bạn mà rảnh rỗi thời gian thêm nữa thì các bạn có thể tỉa thêm các bạn ha. Tỉa thêm nhẹ nhàng ha. Đó. Rồi. Là video đến đây là hết các bạn ha. Nếu mà các bạn cảm thấy hay và hữu ích, các bạn nên chia sẻ ha. Chia sẻ cho các bạn khác không có điều kiện tiếp cận với bộ môn vẽ ha, hoàn cảnh khó khăn. Đó, người ta biết đến, người ta học vẽ để trong cái bước đường nghề nghiệp của người ta, đó, người ta có thể củng cố thêm ha. Rồi, rất cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại.